cái gì để đọc nguyên văn của cái Facebook tên là Tuấn Đỗ Văn Tuấn. Thư chửi là Thư phải chửi đúng người, Đỗ Văn Tuấn. Nhìn cái mặt là thấy, nhìn cái mặt là thấy ớn rồi. Trước hết anh là người Việt Nam, con trai Việt Nam mà nhìn mặt này là bố đời ấy. Mặc dù chụp 360 độ rồi đó, mày có đi cách ly chưa mà mày biết? Thế thì anh biết về tôi chưa? Hả? Tôi sống trong vùng dịch 3 tháng, ngồi tại chỗ. Cuộc sống của tôi là chỉ nghe xe cấp cứu từ sáng tới tối thôi. Và tôi được giãn cách chưa được 1 tuần đến 2 tuần nay. Chưa? Chưa? Chưa thì tìm hiểu cho biết. Tôi là nằm trong tâm dịch mà nó báo động đỏ đầu mùa đến cuối mùa. Còn đi cách ly chưa thì nhà tôi cũng nằm trong top 5 người. Biết hay không biết đó là ý thức của con người, trí tuệ của con người nữa. Chứ đôi lúc có những người nằm hẳn trong vùng dịch mà còn phản kháng, còn không biết sợ, còn chạy lung tung. Đừng nghĩ rằng mình ngồi trong vùng dịch, mình đã đi cách ly, mình đã cái gì rồi thì mình hiểu. Đôi lúc á, ngồi hẳn trong vùng dịch mà còn không hiểu cái gì về dịch. Thậm chí còn không hiểu được chủng Delta là cái gì và sức tàn phá của chủng Delta nó như thế nào. Sợ mấy cái câu mà các anh oai phong lắm. Oai phong lắm. Mà Thư ghét nhất, mà Thư thích đọc những comment của những người mà lên comment chửi bới lắm. Tại biết sao không? Mình đọc comment của những người mà chửi mình á, mình cảm thấy á, mình đọc lên vậy đó để cho họ nghe, họ thấm, họ hiểu cái câu của họ viết là nó có giống con người không. Tại vì họ cũng là con người như người ta, mà họ vô họ bình luận nó không có giống cái con người. Cho nên á, comment của những anh chị á đàng hoàng này, Thư sử dụng hai điện thoại Thư đọc hết. Nhưng mà comment của những người, bình luận của những người mà chửi á là Thư hay đọc lên, đọc đi chi để mọi người biết không? Đọc để cho họ biết họ viết cái gì. Rồi họ ngồi họ so sánh với những người đang cùng xem live stream với họ, có họ có cùng đường lối không? Thứ nhất, họ cũng là con người nè. Thứ hai, họ cũng là người Việt nè. Thứ ba, họ cũng sống chung trong vùng dịch nè. Mà họ viết nó tào lao mới lao. À, nên đọc lên cho họ hiểu, để họ tự coi trí tuệ của họ nằm ở đẳng cấp chỗ nào. Tại sao bao nhiêu người hiểu mà chỉ có họ không hiểu? Là họ tự chứng minh là họ dốt một cách khó đào tạo. Nó giống như cái bã đậu mà khi các bạn ngâm vô nước nó nổi lên bền lên trên, trong đó có cái gì? Đó gọi là ốc bã đậu. Nó còn tệ hơn là dịch đổ đầu nước. Nước đổ đầu dịch chứ tôi nói ngược. Tôi nói ngược. Mình nói chảnh đi, đi tay riết cái mình nói ngược. À, chửi chi nhiều quá vậy? Chửi mà người ta vẫn ngồi nói như thường, còn mình ở dưới mỗi tay. Thư thích nói lắm. Ừ, Thư thích lắm. Cái mặt cái gì? Mặt lờ hả? À, bình thường không sao. Sao không sao? Tháng 7 mà phải từ bi hỷ xã, tháng xá tội vong nhân mà ba cái vong này là chuyện bình thường. Chứ hôm qua bận quá không có cúng rằm. Mệt quá, cái hôm qua bệnh nữa, mệt. Nhiệt độ thay đổi mệt, cúng rằm. Chửi nhiều vô một chút coi như xá tội vong nhân sao? Bình thường. Đó. Bởi vậy cho nên khi mà mình đối diện với những cái thằng mà cộng đồng mạng á, mình đừng chửi nó. Mình đừng chửi nó. Nó chửi cha mắng mẹ mình cứ đừng bình thường. Đừng chửi. Lên nói chuyện là nói bằng cái đầu. À, sử dụng cái đầu, rồi kéo xuống cái miệng, mở miệng ra, nhất cử nhất động là đừng có chửi thề. Tại vì biết sao, 12 năm liền sách cha mẹ cho ăn học là mình phải sử dụng đúng. À, thấy không? Để phí
phí công cha mẹ cho ăn học. Tại vì mỗi cái câu nói của mình ra là mình phải có trách nhiệm với mọi người. Đúng không? Nguyễn Hải, con điên. Ủa điên mà sao vô coi em? Điên thì ra kia em. Đi ra cái chỗ bình thường coi. Điên rồi em ngồi lúc mình la chị cắn bậy đó. Nghe không? Biết điên, biết chị điên rồi thì ra kia ngồi. Biết chưa? Đã biết điên mà vô chạy vòng vòng bậy bạ hết sức à. Chị điên mà chị khiêng đồ Mỹ á em. Còn em tỉnh tỉnh mà em lụm đồ nhôm, chôm đồ nhà. Kệ điên mà khiêng đồ Mỹ còn hơn chôm đồ nhà. Dạ tháng 7 mà. À, bởi vì cho nên lượt xem nó ít xuống là biết sao. Sao mấy cái thằng kia nó chửi quá mà giải thích mới có vài câu trốn mất tiêu chừng. Nó đã. Nó đã. À. Rồi em nói về vấn đề vaccine. Em đang nói vaccine cái em ngưng nè. Cái gì á nó cũng nói được hết trơn. Bảy cái tre cái gì nó cũng nói được hết trơn á. Nó nói hôm bữa thì vaccine á. Thì sao á. À, mọi người coi đi. À, sao mà vaccine nó tiêm ở ngoài Bắc không mà nó không đem vô Nam tiêm. Nó cũng nói. Rồi cái hôm nay cái vaccine á, nó nói là à, vaccine xịn á, thì tiêm cho à, các cấp lãnh đạo hết rồi, ông to ông bự rồi. Còn á, vaccine Trung Quốc thì tích chích tiêm cho dân. Cái gì nó cũng nói được chứ. Tôi nói á, tôi đặt cái tên cho nó không sai không biết nào. Cái gì nó không nói, nó nói tới cái miệng nó méo qua một bên. Mà nó vẫn nói. Mà nó không nói thì nó không có tiền, tội nghiệp. Nói đi nói lại cũng thấy thương. Lưu vong mà. Lưu vong mà. Không nói thì sao có tiền ăn. Ba cái tiền trợ cấp của chính phủ thì cho nhiều ăn nhiều mà sao đủ. Đúng không? Còn phải đầu tư mua áo vest áo đồ nữa. Ha, đầu tư mua áo vest áo đồ để lên. Nó nói tới méo cái mỏ qua một bên luôn, nó vẫn nói. Đó. Biết sao không? Vaccine dân cũng có tiêm chứ không phải là không có. Có hết á. Còn vaccine xịn mà tiêm cho các cấp lãnh đạo là sai rồi. Mình phải dùng á, vaccine là tiêm cho tuyến đầu trước. Dân á, trong một vùng dịch mà không có tuyến đầu sao được. Nghe không? Mình phải ưu tiên cho tuyến đầu trước chứ. Tuyến đầu mà không khỏe mạnh thì làm sao mà mình sống được. Rồi tuyến thứ hai, tuyến thứ ba, tuyến thứ tư. Chín mấy triệu dân mà đâu phải chín bảy người đâu. Sao có xía xía vô chuyện tào lao. Còn vaccine Trung Quốc đã đạt chuẩn thì người ta mới mang về. Mà bỏ tiền ra mua chứ bộ xin đâu. Mà mua về người nào không tiêm thì thôi. Có người người ta tiêm mà. Người ta tiêm mà có người tiêm mà. Đâu phải là người ta không tiêm đâu. Còn mình không tiêm thôi xí vô chuyện người ta làm chi. Chuyện nhà mình lo làm xí vô. Ủa tôi thấy vô duyên quá à. Tôi thấy vô duyên quá à. Vaccine Trung Quốc vô cũng nói. Không tiêm cũng nói. Tiêm cũng nói. Tiêm hay không tiêm cái đó là của người dân người ta quyết định. Còn bảy cái tre tôi nói ông nghe nè. Ông là cái thá gì mà ông vô biểu người dân đừng có tiêm. Ông là cái đinh gì mà ông kêu là đừng có tiêm vaccine. Ông lo cái chuyện ở bển đi. Ở bển hiện giờ đang đả đảo, đang đi biểu tình không chịu đeo khẩu trang là cái thứ nhất. Cái thứ hai là không chịu tiêm vaccine. Ở bển nó đang bùng dịch nữa rồi kìa. Hồi bữa tháng 2 chết như giặc chưa sợ làm sao. Hồi bữa tháng 2, tháng 3 chết quá trời luôn. Nó vẫn biểu tình là corona là cái con gì mà đeo khẩu trang. Hôm nay nó đi biểu tình nó khoét cái lỗ khẩu trang vậy nè. Nó đâu chịu đeo khẩu trang. Nó đang đi biểu tình không có cho đeo khẩu trang. Nó không chịu đeo khẩu trang, nó không chịu tiêm vaccine. Chính vì vậy mà mấy ca lây nhiễm nhanh á. Chuyện ở bển thì lo ở bển đi. Mỗi nước mỗi khác. Hiểu không? Ở bển thì xài ở bển. Ở bên Việt Nam người ta xài theo kiểu Việt Nam. Ở bển không đeo khẩu trang này kệ. Việt Nam phải đeo. Nắng, bụi, đen da. Không có tiền mua kem xớt. Đeo khẩu trang. Hiểu không? Còn tiêm vaccine. Thư nói cho các anh chị nghe. Vaccine tiêm hay không tiêm là do các bạn quyết định, chứ không có chính phủ nào đại diện ép cả.
cũng không có một thằng nào, con nào hay một cá nhân, một đoàn thể nào có tư cách lên live stream rồi yêu cầu rồi bắt buộc các bạn là đừng tiêm hay là tiêm. Mà người có quyết định cho các bạn là chính bản thân các bạn. Tiêm hay là không tiêm, chết hay sống là trong tay của các bạn. Tại sao mạng sống của mình mà đi nghe lời những cái thằng tiểu tốt ở trên mạng nó kêu? Như nhiều lần nhiều người vô hỏi tôi vậy nè, như những anh chị em lao động ở bên đây, nó hay nhắn tin hỏi gì: chị Thư ơi, cho em hỏi là em nên tiêm vaccine loại nào? Chị Thư ơi, cho em hỏi là em nên tiêm vaccine không? Chị Thư ơi, công ty em nó kêu em đi tiêm vaccine, em nên đăng ký không? Tất cả câu trả lời của tôi đều là như gì? Chị không thể nào đại diện bác sĩ quyết định cho em lựa vaccine cho em được. Vì chị đâu có biết em bệnh gì, chị không có lựa cho em được. Câu thứ hai tôi trả lời: em tiêm hay không tiêm là tự bản thân em quyết định. Chị không quyết định cho em được. Mạng sống của em là do cha mẹ em sinh ra, phần còn lại sau này là do em quyết định và gia đình của em quyết định. Chị không có tư cách gì quyết định cho tụi em. Chị chỉ có đưa thông tin Đài Loan về loại vaccine nào, về bao nhiêu và phân bổ ra khu vực nào, lứa tuổi nào cần phải chuẩn bị tiêm, và tụi em được lọt vô chính sách tiêm chưa, tiêm ở đâu, đăng ký như thế nào, đường link tiêm. Còn ngoài ra, tụi em có tiêm không hay không tiêm, lựa chọn vaccine nào phù hợp thì cái đó là của tụi em quyết định. Thứ không thể nào đại diện bác sĩ, cũng không thể nào đại diện gia đình hoặc là ép các bạn làm. Nếu các bạn cho rằng ô sao chị không giỏi gì, tưởng cái gì chị cũng giỏi, ok cái đó tôi xin thua. Vì tôi không thể nào biến các bạn thành con rối như vậy được. Cho nên tại sao các bạn lại đi nghe một cái thằng tiểu tốt, một cái thằng trình độ, mà nếu nó trình độ giỏi, trình độ cao, nó giỏi như vậy thì nó đã nằm trong bộ máy nhà nước của chính phủ rồi, chứ đâu có thể nào mà ngồi trên YouTube nói chuyện câu like. Mọi người phải hiểu cái người nói chuyện với mình nó đạt ở cảnh giới nào, nó đang làm công việc gì, và nó đủ tư cách để điều khiển mình chưa. Muốn điều binh khiển tướng thì trước hết tướng cầm cương ra trận là ai? Còn tự nhiên không, nó kêu cái các bạn đi hùa theo nó rồi xong. Tất cả những số vaccine đó những người khác tiêm hết trơn, tới các bạn thì ngồi dài ra. Xong rồi bắt đầu sao? Bắt đầu mất lượt. Mất lượt thì sao? Chưa tới lượt thì sao? Bắt đầu live stream chửi là giờ này tôi vẫn chưa có vaccine. Ở trên đời này á, cha mẹ các bạn còn chưa làm vừa ý các bạn, sinh ra các bạn khổ không cho ăn học tới nơi, các bạn còn chửi cha mẹ các bạn được, thì nói chi là chính phủ Việt Nam. 100 cái miệng, 90 mấy cái miệng, 90 mấy triệu cái miệng, sao mà chịu nổi được. Thích thì các bạn nói, bỏ tiền đi mua đi, xin thì lại nói là chính sách đâu, ngân sách đâu mà đi xin, tiền đâu hết rồi, bây giờ bỏ tiền ra mua về rồi chửi tiếp, không chịu đi tiêm hết vaccine chửi, vaccine mua không kịp về chửi cả đời, chửi biết à, gì không chửi. Lúc chính phủ kêu mua đồ về trữ thì nói vậy nè, đồn thổi, mắc mớ gì mà phải đi mua. Xong về có ăn cũng chửi, người ta phát xong rồi giấu dưới gầm giường rồi chạy ra trước ngõ chửi, tiền trợ cấp phát xong rồi bỏ vô trong tủ chạy ra đăng bài chửi sao tôi chửi cho được, là chửi sao mà tôi được 3 triệu thôi, còn á bây giờ nhà tôi lấy được 1 bao gạo rồi tôi chửi tiếp, tôi được 2 bao, cái tôi chửi nữa, tôi được bó rau, cái tôi chửi nữa, tôi được chai nước tương, cái tôi chửi nữa, tôi được chai nước mắm, cái tôi chửi nữa. Tôi chửi chừng nào mà nhà tôi giống như kho bạc là thôi. Nó chửi hoài á. Các bạn chửi hoài. Gần 2-3 tháng tụi tôi ngồi đây nè, tụi tôi vòng tay
Trời đất ơi, chửi riết mà mệt, chửi riết mà tôi mệt luôn. Mà cái câu mà tôi nghe nó nhiều nhất luôn, mà tôi nói thiệt, tôi cũng phải cho tôi xin các bạn một lại với một, phải nói tôi kêu các bạn là đỉnh. Tôi phải cấp cho các bạn một cái loại thẻ, đó là gọi là thẻ vàng và là thẻ VIP. Biết cái gì không? Tôi lên từ Facebook cho tới TikTok cho tới fanpage, tôi không nghe cái kiểu gì, tôi chỉ nghe đúng những cái điều gì nè. Tiền trợ cấp đâu ta? Trời ơi, tôi chết đói rồi. Tôi nghe đúng cái đó. Mà tôi không hề thấy các bạn là trời ơi sợ quá à. Dịch bệnh tràn lan, trời ơi sợ quá, không biết có đủ oxy không, trời ơi đau đầu quá, không biết mình có bị nhiễm F0 không, trời ơi, lúc này mà ăn uống gì nữa đau đầu quá, dịch bệnh nặng quá, ca chết nhiều quá. Trời ơi, tôi không thấy các bạn đồng cảm khi các bạn ngồi trong một cái đống lửa như vậy đó mà các bạn vẫn thản nhiên đòi ăn đó, các bạn vẫn thản nhiên đòi ăn. Hào Lê ơi, nói người ta rảnh quá nói tào lao, thì trong khi bạn bỏ vài giây ra ngồi để viết năm chữ này, thì tốt nhất khi bước vô cảm thấy người ta nói tào lao là mình đi ra liền. Mình còn ngồi đó, mình bỏ thời gian ra mà chưa nói những người mà comment chậm á, là ít nhất cũng lâu lắm mới viết xong chữ rảnh quá nói tào lao rồi hai cái icon nữa. Đúng không? Bạn cũng đâu có thua kém gì tôi, cũng rảnh háng mới ngồi viết mấy cái chữ đó ra. Vừa vô thấy rảnh tào lao là mình xách dép mình chạy đi liền, hiểu không? Mình ra mình kiếm chuyện khác liền. Biết người ta tào lao cũng viết thêm 7 chữ, 5 chữ với hai cái cờm, hai cái icon vô à. Đó. Bởi vậy rút kinh nghiệm nghe không? Vô chỗ Thư là Thư xà càng. Ở trong nhà Thư là nó nhiều lắm, bơm đạn súng nó nhiều lắm, cỡ nào ra là chơi hết trơn à. Ở trong này nguyên kho đạn mà, ai lên ló lên là có liền à. À, bởi vậy cho nên á, anh chị nói rằng là dân khổ, các anh chị khỏi nói, các anh chị khỏi nói, khỏi đưa lên trên Facebook, khỏi than thật. Trời ơi, đã gọi là người trong nước thì sao không biết. Các anh chị cần gì phải đưa lên. Trời, quanh năm suốt tháng 365 ngày, không còn dịch, không còn lũ lụt, cũng có các đoàn từ thiện làm việc như thường. Khổ từ xưa giờ mà, khỏi còn than. Đó. Ê mày, đổi thử mày có xin không? Có chứ. Đổi như tôi vẫn xin. Nhưng tôi xin đủ, và tôi đã xin rồi, đã lấy rồi, thì tôi không bao giờ lên kêu ca nữa nhá. Tôi sẽ xin, tôi sẽ xếp hàng, tại vì tôi nằm trong khu vực phong tỏa là tôi phải ra xin. Dù tôi có giàu tôi cũng phải xin, vì tôi nằm trong khu vực phong tỏa. Hôm nay tôi còn, nhưng ngày mai chắc chắn tôi sẽ hết. Tôi sẽ xếp hàng vô lấy, nhưng tôi lấy đủ, lấy đúng, và tôi lấy rồi thì tôi sẽ không la không than nữa. Còn tôi đang nói những hạng người, những loại người lấy rồi muốn lấy 2, lấy 3, lấy 4, rồi lấy xong rồi bỏ vô tủ cất cho kỹ, để dưới gầm giường cho thiệt kỹ, xong rồi leo lên Facebook đăng đàn là tôi khổ. Thực sự cái người khổ là những người không phải trên Facebook khổ, mà những người đang lang thang ngoài đường mới gọi là khổ. Những người đó họ đâu có Facebook đâu mà đăng. Những người đó họ không nhà không cửa mới gọi là khổ. Khi các bạn còn xài được Facebook, còn lên Facebook online được thì đâu có khổ. Còn chơi được, còn gào được. Những người khổ thật sự là những người đang lang thang ngoài đường. Đúng chưa? Còn dân khổ, khỏi nói nha, khỏi nhờ thằng nào con nào chửi, nhắm mắt cũng biết dân khổ nhiều lắm. Các anh chị khỏi nói, nếu các anh chị là người dân Việt Nam chính thống, khỏi còn nói, khỏi không nhờ thằng nào lên YouTube nói hết á, cũng biết dân khổ từ xưa tới giờ,
Nhưng dịch bệnh là cái chúng ta không phải lúc ngồi kể lể mình khổ, mà lúc từ người khổ cho tới người giàu, từ người có chức quyền cho tới người nông dân bần hàn nhất, đều phải suy nghĩ dắt óc làm sao để dập xong dịch, trả lại yên bình làm ăn sinh sống. Lúc này là lúc bùng dịch, không phải lúc chúng ta ngồi kể tôi khổ, tôi đói. Khỏi nói cũng biết mình khổ, mình đói rồi. Khỏi nói cũng biết là mình khổ rồi. Từ hồi xưa tới giờ lao động là khổ rồi. Cái chữ lao động là đã chứng minh lên chữ khổ rồi. Còn gì mà phải nói ngày nói đêm tôi là lao động khổ. Đã là lao động thì phải mướn nhà chứ. Mướn nhà là phải trả tiền. Mà đã đi tha phương cầu thực là phải chấp nhận mướn nhà. Không cần nói cũng biết là mình khổ rồi. Không cần phải lên nhờ thằng nào con nào kêu gọi cả. Mạnh thường quân người ta cũng khổ lắm. Người đang trong mùa dịch các bạn biết nói cái câu như thế này nè. Người giàu cũng như người nghèo. Thì tại sao người nghèo như các bạn lên gào kinh quá vậy? Kinh không thể nào chịu nổi đâu. Gào còn hơn cái gì? Thế thì cái câu nói của các bạn nói đâu? Các bạn nói được mà các bạn không làm được. Các bạn nói là dịch này người giàu cũng như người nghèo. Mà các bạn gào quá trời gào luôn. Các bạn có thông cảm cho những người từ thiện chưa? Họ cũng làm rất là mệt. Họ bỏ cả gia đình ngày đêm, làm 24/24. Các bạn có cảm ơn chưa? Các bạn có cảm ơn chưa? Nhưng mà các bạn có bao giờ đăng bài lên cảm ơn đoàn từ thiện nào chưa? Các bạn có đội nắng, đội mưa, đội trời, đội thức khuya để canh gác chưa? Các bạn chỉ biết lên Facebook đăng bài khổ. Mà các bạn còn chưa đâu, thấy ai mà đăng bài khen chính phủ hay là khen đoàn từ thiện nào là các bạn nhào vô chửi. Chửi kinh khủng. Các bạn cứ làm y như rằng là các bạn khổ là ông nội, còn những người từ thiện là đầy tớ, bắt buộc là phải cho tôi. Tôi chửi là các bạn phải, các ông các bạn phải tới nuôi tôi. Ủa, lúc các anh chị làm có tiền, có chia cho chúng tôi không? Lúc các anh chị làm có tiền, có chia cho chúng tôi đồng nào không? Hay các anh chị gửi về quê hương để sửa nhà, sửa cửa, sắm xe, sắm cổ, sắm vàng dòng đeo. Đến lúc dịch bệnh, các anh chị nói người giàu cũng như người nghèo. Những người la nhất là các anh chị. Xong đăng bài lên là các anh chị sẽ chửi. Vậy bây giờ tôi hỏi, hết dịch các anh chị đi làm, các anh chị kiếm được 2 triệu đóng tiền nhà trọ 1 triệu, các anh chị có chia cho tụi tôi 500, các anh chị giữ không? Nếu có thì chúng tôi sẽ làm. Còn đằng này từ thiện nha, là đi được tới đâu thì họ sẽ đi. Có những nơi họ không được đến, họ không có giấy phép thì họ không đến được. Đoàn từ thiện cho dù họ không được đến, họ đến không được chỗ của các anh chị thì các anh chị cũng không có tư cách miệt thị họ. Tại sao cứ thấy chỗ nào đăng bài là các anh chị vô chửi? Tôi thấy ở đâu có ăn chứ tôi nè, mấy tháng luôn gần chết. Không có ăn, gần thôi chứ chưa chết mà. Mấy tháng chúng tôi gần chết. Suy nghĩ nè, mấy tháng mà mới có gần à. Mấy tháng luôn mà mới có gần chết à, là chứng tỏ giàu rồi. Chân rung gì rồi mà mấy tháng mà mới có gần là quá đỉnh. Phải nói rằng quá đỉnh. Nhiều anh chị vô bình luận là mấy tháng rồi tôi cách ly tôi không có ăn, tôi đói chết rồi. Lúc dịch này là lúc như thế nào? Lúc không phải các anh chị mình ngồi gào thét tôi nghèo, tôi khổ, tôi đói, tôi không có tiền nhà trọ, không có gì, đau đầu lắm. Thế bây giờ cho hỏi nè, tập trung vô lo cho các anh chị thôi sao? Còn con Covid là bỏ hả? Bây giờ tất cả mọi người phải tập trung vô lo ăn, lo uống, lo nhà, lo cửa cho các anh chị thôi sao? Còn cái con Covid kia là bỏ hả? Tuyến đầu cho bỏ đói hả hay sao? Hả? Bây giờ là coi như chính phủ toàn tâm toàn lực, đoàn từ thiện toàn tâm toàn lực, giờ không có lo ai chứ, lo tụi tôi nè. Tụi tôi là lao động.
tôi khổ, tôi còn ăn, tôi còn tiền đóng nhà trọ, còn tuyến đầu kệ, tôi không còn quan tâm, lo lao động tụi tôi thôi, lo cái chỗ cách ly tụi tôi thôi, còn tuyến đầu cho chết đi, không sao hết á, hả? Còn con Covid kệ đó, đừng chữa, đúng không? Ủa, các bạn ơi, tôi nhớ đây là đại dịch mà, thì phải lo phòng chống dịch chứ. Đâu phải rằng là nạn đói, nạn khổ đâu. Hả? Mà tại sao cứ tập trung vô ba cái chuyện đó không vậy? Còn các bạn hỏi ngân sách nhà nước, các bạn đi hỏi ngân sách nhà nước, nghe cái thằng mấy cái bọn phản động nó kê khai chính sách, mà các anh chị cũng hùa theo hỏi. Ủa gì chứ, giờ cho tôi hỏi lại nè, các bạn hỏi ngân sách nhà nước, bệnh viện dã chiến lấy lá mì với lá mít lá ổi làm mua hả? Vaccine lấy lá mít lá ổi mua hả? Oxy lấy lá mít lá ổi mua hả? Hay là tiền âm phủ mua? Rồi các anh chị á, tôi hỏi các anh chị nè, giờ này dịch các anh chị không có sợ hả? Mà các anh chị cứ ngồi cộng ngân sách của nhà nước làm chi vậy? Rồi các anh chị ngồi cộng tiền phạt làm chi vậy? Các anh chị đừng ra đường thì đâu ai phạt mấy anh chị đâu. Rồi xong rồi phạt xong sao? Phạt xong rồi các anh chị ngồi cộng, nhà nước đâu có thuê thư ký cộng tiền. Yên tâm đi, tiền đó có lỗ hết trơn à. Các anh chị biết không? Các anh chị ích kỷ quá, tham lam quá, ấu trĩ quá. Tự trong đầu mình tham lam quá nên mình quy ra người ta như vậy.